Chiều 1 tháng 12, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng xác nhận một giáo viên dạy môn tiếng Anh tại trường Trung học phổ thông Trần Phú, quận Hải Châu nhiễm COVID-19. Trong ngày 29 và ngày 30 tháng 11, giáo viên trên giảng dạy trực tiếp tại hai lớp 10 và hai lớp 11 của trường. Đến ngày 1 tháng 12, khi có kết quả dương tính, cô giáo này đã thông báo với nhà trường. Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Trần Phú đã tạm thời chuyển 4 lớp học nói trên sang hình thức học trực tuyến từ sáng cùng ngày. Lãnh đạo sở cho biết thêm học sinh thuộc 4 lớp này sẽ được ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm tại nơi cư trú. Một số giáo viên của trường có tiếp xúc với cô giáo trên cũng được xét nghiệm và thực hiện một số biện pháp theo dõi sức khỏe theo khuyến cáo của ngành y tế. Những giáo viên có tiếp xúc gần với cô giáo này sẽ ở nhà và dạy trực tuyến. Học sinh ở những lớp có giáo viên các diện F2 sẽ vẫn đến trường học bình thường. Với những tiết dạy trực tuyến, học sinh sẽ theo dõi qua thiết bị hỗ trợ học tại các lớp học. Trước đó, từ ngày 29 tháng 11, thành phố Đà Nẵng bắt đầu tổ chức dạy học trực tiếp đối với khối 10 và khối 11 trên toàn địa bàn, khối 12 học trực tiếp từ ngày 22 tháng 11. Để đảm bảo việc phòng chống dịch cho học sinh khi học tại trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã yêu cầu các trường bố trí phòng cách ly tạm thời, phòng y tế bảo đảm theo quy định, chuẩn bị sẵn các phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc COVID-19, F1, F2 tại nhà trường. Hầu hết học sinh các trường trung học phổ thông ở Đà Nẵng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.